phẩm dịch vụ bảo vệ tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa tại Lào Cai. Theo thông lệ, cứ mỗi dịp xuân đến, chúng ta lại ngồi đây để cùng nhau nhìn lại một năm đã qua và chào đón một năm mới, năm 2018. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sự góp mặt của quý vị đại biểu, các vị khách quý chính là sự động viên vững chắc để lực lượng vệ sĩ Võ Đường Ngọc Hòa chúng tôi có thể cống hiến một cách tận lực nhất để có được những thành công như trong năm vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay được sự nhất trí của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Võ Đường Ngọc Hòa, chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa tại Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết năm 2007 để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được, xác định đúng nguyên nhân những khó khăn tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong năm 2018. Về dự hội nghị của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, ban lãnh đạo cùng đại diện nhân viên các mục tiêu. Về phía tập đoàn gồm có một ông Nguyễn Viết Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty, xin kính mời. Hai ông Phan Duy Thắng, giám đốc điều hành chi nhánh tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Minh, lãnh đạo phòng PC64 công an tỉnh Lào Cai. Về phía chính quyền địa phương, tôi xin giới thiệu lãnh đạo đảng ủy ban phường Kim Tân, bà Lưu Thị Nụ. Lãnh đạo công an phường Kim Tân, ông Phạm Ngọc Tiến, trưởng công an phường. Về phía lãnh đạo hội cựu chiến binh tỉnh, tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Lâm. Lãnh đạo hội cựu chiến binh thành phố, ông Mai Khắc Tính, phó chủ tịch. Về phía khách hàng đối tác thân thiết, tôi xin giới thiệu ông Phạm Xuân Thường, lãnh đạo bến xe trung tâm Lào Cai cũng có mặt ngày hôm nay. Cùng đại diện các hội đồng hương Nghệ Tĩnh, gia đình, bạn bè, con rể của cán bộ chi nhánh cũng đến chung vui chúng ta ngày hôm nay. Đến với cuộc sinh sản. Kính thưa ban giám đốc, thưa toàn thể quý vị đại biểu, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng chỉ rõ đổi mới trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và quản lý kết hợp với độ tuổi bảo đảm tính liên tục kế thừa và phát triển. Thấm nhuần quan điểm ấy, vào những tháng cuối năm 2007 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác trẻ hóa cán bộ lãnh đạo quản lý của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa khi chính thức nhận quyết định bổ nhiệm tân giám đốc chi nhánh. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua quyết định bổ nhiệm tân giám đốc chi nhánh Võ Đường Ngọc Hòa. Hà Nội ngày 1 tháng 10 năm 2017 quyết định về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc chi nhánh và là người đại diện theo pháp luật chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngọc Hòa VDNH căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 Quốc hội 13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 7 năm 2015. Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngọc Hòa VDNH đã được thông qua căn cứ vào biên bản họp hội đồng quản trị số 06/2017 biên bản hội đồng quản trị ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngọc Hòa VDNH quyết định điều 1 bổ nhiệm bà Cao Thị Hạnh chức vụ giám đốc chi nhánh và là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, họ tên đầy đủ Cao Thị Hạnh, giới tính nữ, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1989, trình độ chuyên môn cử nhân ngành quản trị kinh doanh, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chỗ ở hiện nay tổ 5 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điều 2, bà Cao Thị Hạnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của giám đốc chi nhánh và là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngọc Hòa VDNH và các nhiệm vụ khác do hội đồng quản trị phân công. Điều 3, bà Cao Thị Hạnh, các đồng thành viên hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt hội đồng quản trị, chủ tịch Nguyễn Viết Hòa đã ký. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Viết Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty lên tặng hoa và thay mặt hội nghị.
đồng chí tân giám đốc. Xin mời đồng chí tân giám đốc lên nhận hoa. Kính thưa các đồng chí đại diện cho công an BT64 công an tỉnh Lào Cai, kính thưa các đồng chí lãnh đạo phường, đại diện chính quyền địa phương, kính thưa các đồng chí là khách mời, khách hàng, cán bộ công nhân viên, vệ sĩ cùng toàn thể quý vị đại biểu Hội đồng Hương Nghệ An Hà Tĩnh, cũng như tất cả quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ tổng kết năm 2017 của chi nhánh tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa tại Lào Cai, có mặt tại Lào Cai ngày hôm nay. Trước hết, thay mặt cho lãnh đạo tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị, chúc quý vị bước sang một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa được thành lập từ năm 1994 đến nay đã 20 mấy năm phát triển và đã phát triển rộng khắp trong cả nước, đã được kỷ lục Guinness Việt Nam xác lập là võ đường có lượng võ sinh và nghệ sĩ đông nhất Việt Nam năm 2007, thời điểm xác lập là 30.000 người, và đã được trung tâm kỷ lục Guinness Việt Nam xác lập là công ty dạy võ Việt đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay cái hoạt động võ thuật và nghệ sĩ đều phát triển rất là mạnh. Về võ thuật thì đương nhiên là đông nhất cả nước rồi, còn về nghệ sĩ thì hiện nay trước hết là tôi rất là ghi nhận cái sự nỗ lực của anh Hoàng đã phát triển chi nhánh Lào Cai rất là tốt, phát triển ra các cái tỉnh lân cận như ở Tuyên Quang rồi là Lai Châu, và đến nay chi nhánh Lào Cai là một trong hai cái chi nhánh mạnh nhất của tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa về lượng quân số, và đó là một điều rất là đáng vui mừng, khích lệ cho toàn thể lãnh đạo chi nhánh, và cái người mà có lẽ là có nhiều cái đóng góp nhất đối với chi nhánh của Lào Cai vẫn là anh Đỗ Dương Hoàng. Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục về phía chính quyền địa phương thì tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho chi nhánh và phía lãnh đạo chi nhánh cũng như toàn thể cán bộ nhân viên đoàn kết nhau để đưa cái chi nhánh này làm phát triển. Chi nhánh của các cái chi nhánh hiện nay ấy, thì chúng ta đã phát triển từ phía Bắc này, bao gồm Lào Cai này, Tuyên Quang này, rồi Sơn La là có Ninh này, rồi Lai Châu này, xuôi xuống dưới thì có Hải Dương, Hà Nội, và vào miền Trung thì có Nghệ An, Hà Tĩnh, và bên trong nữa thì Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Nha Trang. Thì hiện tại về phía phát triển phủ rộng thì chúng ta đã phủ khắp cả nước. Cách đây mấy năm thì một công ty vệ sĩ của Nhật Bản có xin mua cổ phần của Võ Đường Ngọc Hòa, thì lúc đó cái phủ rộng của chúng ta thì là phủ rất là rộng, nhưng mà cái lượng quân số của chúng ta chưa đông như bây giờ. Thì nếu như đông như bây giờ mà lúc đó chúng ta bán cổ phần cho một cái công ty vệ sĩ của Nhật Bản thì đến giờ lúc này nó còn mạnh hơn như này rất nhiều. Và khi chúng ta bán được cổ phần đó thì đội ngũ lãnh đạo sẽ có một khoản tiền, lúc đó người ta dự kiến đầu tư vào là mấy trăm tỷ, và cái số tiền đó sẽ cũng sẽ chúng tôi sẽ dành một khoản kích cho lực lượng vệ sĩ. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta chưa làm được cái lượng quân số vệ sĩ lúc đó nó chưa đâu. Và tôi hy vọng thời gian tới thì anh Cao Xuân Hoàng cũng như tất cả các anh chị em, tất cả chi nhánh đoàn kết với nhau để có thể phát triển quân số đông như vậy, để chúng ta có thể hợp tác với các công ty vệ sĩ của nước ngoài để có thể giúp cho các vệ sĩ có được cái đồng lương nó tốt hơn. Và khi mà chúng ta bán được cổ phần như vậy thì chúng tôi sẽ có được một cái khoản tiền thưởng để phân chia cho anh em. Mong muốn như thế và tất cả chúng ta phải cố gắng đoàn kết. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể lãnh đạo công ty, lãnh đạo chi nhánh và toàn thể anh chị em vệ sĩ có mặt trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay. Chúc quý vị mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông Nguyễn Viết Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty
Sau đây xin kính mời bà Cao Thị Hạnh, tân giám đốc lên phát biểu đôi lời với toàn thể. Thưa ông Nguyễn Viết Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hoàng. Kính thưa ban lãnh đạo Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hoàng và các đơn vị thành viên, thưa toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hoàng tại Lào Cai. Hôm nay tôi thực sự rất xúc động khi được đứng đây phát biểu với vinh dự và trách nhiệm trở thành giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hoàng. Xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa đã luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành sát cánh cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Nhận nhiệm vụ mới chính là vinh dự và dám chấp nhận những thách thức của vị trí công tác đầy trọng trách. Tôi xin cam kết thực hiện những ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ rất sâu sắc và cụ thể của Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Hòa và ban lãnh đạo chi nhánh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa tại Lào Cai. Trong năm mới này, tôi rất hy vọng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty hãy cùng nhau phấn đấu để xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh và trở thành một địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực bảo vệ, gìn giữ an ninh trật tự để cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tìm đến và sử dụng dịch vụ của công ty. Để làm được những điều đó, tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty, sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban ngành cấp trên. Nhân dịp năm mới, tôi cũng xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn thành công trong công việc và trong các lĩnh vực trong cuộc sống ạ. Tôi xin trân trọng và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, để chúc mừng tân giám đốc Cao Thị Hạnh, sau đây ca sĩ Phương Thảo trở lại sân khấu gửi tặng tân giám đốc cùng toàn thể quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí với một ca khúc được mang tên Tình Đất. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.